Xin chào các em, ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài số 18, phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ. Phần thứ nhất đó là phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxy hóa. Bởi vì chúng ta đã biết rằng là chúng ta vừa mới học bài số 17, đó là phản ứng oxy hóa khử. Định nghĩa của phản ứng oxy hóa khử là cái phản ứng mà có sự thay đổi số oxy hóa của một số nguyên tố. Thì ở đây, lớp 10 chúng ta đã nghiên cứu về số oxy hóa và cái phản ứng oxy hóa khử này thì nó mang một cái dựa vào cái sự thay đổi số oxy hóa mà người ta lại phân ra làm hai trường hợp, đó là phản ứng mà có sự thay đổi số oxy hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxy hóa. Thì trước hết, chúng ta đã gặp một số những phản ứng sau đây. Thứ nhất đó là phản ứng hóa hợp, thứ hai là phản ứng phân hủy, thứ ba là phản ứng thế và thứ tư là phản ứng trao đổi. Thì cả bốn phản ứng này chúng ta hãy cùng nghiên cứu như sau. Đầu tiên, phản ứng hóa hợp là gì? Chúng ta hãy thử xem xét một cái ví dụ. Phản ứng hóa hợp là cái phản ứng mà sau khi phản ứng xảy ra thì chỉ có một chất được tạo thành. Trước phản ứng thì có hai chất tham gia và sau phản ứng thì chỉ có một chất được tạo thành. Phản ứng thứ hai là phản ứng giữa CaO và CO2 để tạo ra được CaCO3. Phản ứng này thì cũng phản ứng tương tự như phản ứng trên, tức là sẽ tạo ra được một chất sản phẩm. Thứ hai là phản ứng phân hủy. Chúng ta để ý, phản ứng phân hủy là phản ứng mà chất tham gia chỉ có một. Ngược lại với phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy là phản ứng là chất mà số chất tham gia phản ứng là 1, sau phản ứng có thể là 2, là 3, vân vân. Hoặc là phản ứng phân hủy của CuOH 2 lần tạo ra được CuO và HCO. Vậy thì phản ứng thứ 3 đó là phản ứng thế. Ví dụ như Fe cộng với HCl để tạo ra được FeCl2 và H2. Phần này thì Fe đã thay thế vị trí của hydro để tạo thành muối FeCl2 và giải phóng khí hydro. Hoặc là phản ứng thứ hai là phản ứng Cu cộng với AgNO3 tạo ra được CuNO3 hai lần cộng với Ag. Tức là Cu đã đẩy bạc ra khỏi muối. Phản ứng thứ tư là phản ứng trao đổi. Ví dụ BaCl2 cộng với H2SO4 tạo ra được BaSO4 cộng với HCl. Thì đây phản ứng trao đổi, Ba sẽ kết hợp với SO4 và H và hydro sẽ kết hợp với Cl để tạo ra được HCl. Phản ứng thứ hai, ví dụ như NaOH cộng với HNO3 để tạo thành NaNO3 cộng với H2O. Nào chúng ta quan sát cả bốn loại phản ứng này thì hãy nhận xét cho cô xem là những loại phản ứng nào số oxy hóa của các nguyên tố không thay đổi từ trước cho đến sau phản ứng. Nào chúng ta hãy cùng xét xem nhé. Đầu tiên, phản ứng hóa hợp. Phản ứng này là phản ứng mà chỉ tạo thành một chất tham gia, một chất sản phẩm. Thì ví dụ thứ nhất, sắt thay đổi số oxy hóa, clo thay đổi số oxy hóa. Phản ứng thứ hai, Ca2+ oxy trừ 2, oxy trừ 2, carbon dương 4, dương 4. Như vậy phản ứng thứ hai này không có sự thay đổi số oxy hóa. Phản ứng thứ hai là phản ứng phân hủy. Chúng ta để ý số oxy hóa của nitơ là trừ 3, sau phản ứng cũng là số oxy hóa trừ 3. Các nguyên tố còn lại, đây là HCl, cô xin lỗi, HCl chứ không phải HCO nhé, HCl. Thì Cl cũng không thay đổi số oxy hóa, hydro không thay đổi số oxy hóa. Tương tự như phản ứng dưới này cũng như vậy. Phản ứng thứ ba là phản ứng thế. Chúng ta quan sát cả hai phản ứng này thì đều thấy rằng số oxy hóa của các nguyên tố thay đổi. Từ sắt từ 0 lên dương 2, hydro từ dương 1 về 0. Tương tự Cu từ 0 lên dương 2 và bạc từ dương 1 về 0. Tiếp theo là phản ứng trao đổi. Thì chúng ta để ý cả hai phương trình này thấy rằng số oxy hóa của cả
hai nguyên tố đều không có sự thay đổi. Như vậy là nhận xét ở đây ta thấy phản ứng hóa hợp là cái phản ứng mà số oxy hóa có thể thay đổi hoặc không, đúng không? Phản ứng phân hủy là cái phản ứng mà số oxy hóa có thể thay đổi hoặc là cũng có thể là không thay đổi. Phản ứng thế là phản ứng mà bao giờ cũng có sự thay đổi số oxy hóa. Và phản ứng trao đổi là phản ứng mà bao giờ số oxy hóa cũng không thay đổi. Đấy. Hai trường hợp đầu tiên này là có thể thay đổi hoặc không. Trường hợp thứ hai là luôn có sự thay đổi. Và trường hợp thứ tư là phản ứng luôn luôn không thay đổi. Như vậy là cách phân loại ở lớp 8 là dựa vào cơ sở nào? Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế và phản ứng trao đổi có phải là phản ứng oxy hóa khở không? Thì cô sẽ trả lời thứ nhất, đó là cách phân loại ở chương trình lớp 8. Thì như chúng ta đã biết, vừa nãy cô đã nói rồi là sẽ dựa vào đặc điểm của chất tham gia phản ứng và sản phẩm để phân chia. Tức là chỉ mang tính chất là khái quát chung nhất thôi, chứ không nói về đến sâu về đặc điểm của từng nguyên tố. Thì ở đây người ta chỉ ví dụ hóa hợp thì chất tham gia có thể có nhiều, còn sản phẩm thì chỉ có một chất thôi. Phản ứng phân hủy là phản ứng mà chỉ có một chất tham gia phản ứng, còn sản phẩm thì có thể có nhiều, tương tự như vậy. Thứ hai là phản ứng hóa học, phản ứng phân hủy, phản ứng thế và phản ứng trao đổi có phải là phản ứng oxy hóa khở không? Thì câu trả lời là không phải nhất thiết lúc nào cũng là phản ứng oxy hóa khở. Phản ứng oxy hóa khở khi mà chỉ có sự thay đổi số oxy hóa của các nguyên tố thì mới gọi là phản ứng oxy hóa khở. Còn nếu không thì nó không phải là phản ứng oxy hóa khở. Về kết luận, như vậy phản ứng hóa học người ta sẽ chia ra làm hai loại. Đó là phản ứng mà không có sự thay đổi số oxy hóa, và thứ hai là phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa. Thì phản ứng không có sự thay đổi số oxy hóa này thì gồm có một số các phản ứng hóa học này, rồi là một số các phản ứng phân hủy mà trong đó không có sự thay đổi số oxy hóa, và một loại nữa đó là phản ứng trao đổi. Tất cả các phản ứng trao đổi đều không có sự thay đổi số oxy hóa, các bạn nhớ nhé. Tiếp, phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa thì tương tự bao gồm có một số phản ứng hóa học này, một số phản ứng phân hủy này và phản ứng thế trong hóa học vô cơ. Trong hóa học vô cơ thì có thể chia phản ứng hóa học làm hai loại. Đó là phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxy hóa là phản ứng oxy hóa khở. Phản ứng thứ hai là phản ứng không có sự thay đổi số oxy hóa thì nó không phải là phản ứng oxy hóa khử. Chúng ta hãy làm một số các ví dụ. Thực ra là cô có một cái lỗi ở đây, đó là cô đánh dấu rồi. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Câu 1, trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxy hóa khử? Cho đáp án đúng thì trong 4 cái phương trình này chúng ta thấy nhé, chỉ có phương trình A là phản ứng oxy hóa khử thôi. Bởi vì này, trước phản ứng là một cái hợp chất HGO, là một hợp chất oxit. Hợp chất này bị phân hủy, bị nhiệt phân để tạo ra được thủy ngân và oxy. Sau phản ứng thì hai chất sau thì đều là đơn chất, vậy thì số oxy hóa của nó chắc chắn là không. Còn oxy trong hợp chất thì số oxy hóa của nó là âm 2. Đấy. Như vậy là chắc chắn oxy có sự thay đổi số oxy hóa, và còn lại là HG thủy ngân cũng phải có sự thay đổi số oxy hóa. Còn ý B, C, D thì các nguyên tố này đều không có sự thay đổi số oxy hóa, cho nên là câu 1 này đáp án đúng sẽ là đáp án A. Câu số 2, trong các phản ứng sau, phản ứng nào thì NH3 không đóng vai trò là chất khử, cho đáp án đúng. Thì ở đây người ta hỏi là không đóng vai trò là chất khử thì có thể đóng vai trò là chất
oxy hóa, hoặc là nó không có sự thay đổi số oxy hóa thì nó cũng không đóng vai trò là chất khử. Các bạn hiểu chưa ạ? Như vậy câu A ta thấy nhá, không phải là vai trò chất khử. Ta thấy nitơ chỗ này là âm 3, tăng lên số oxy hóa là dương 2. Như vậy số oxy hóa tăng biểu hiện đây là chất khử. Vậy loại A. Ý B tương tự, trừ 3 đây là 0. Đấy, nên là tăng số oxy hóa. Ý C tương tự ý D, ý C tương tự ý B, nitơ từ âm 3 tăng 0. Ý D, như vậy chỉ còn ý D. Chúng ta hãy thử xem là ý D có phải là đáp án của mình không nhé. Nitơ là từ trừ 3 sau phản ứng trong muối amoni NH4 hai lần SO4 thì nitơ cũng có số oxy hóa là âm 3. Như vậy là trước phản ứng là âm 3, sau phản ứng cũng là âm 3. Vậy thì đây sẽ không đóng vai trò là chất khử. Đáp án đây đó là đáp án D. Chúng ta hãy làm một số các bài tập trong sách khoa. Bài tập thứ nhất là cho phản ứng natri cộng với Cl2 để tạo ra NaCl. Trong phản ứng này thì nguyên tử natri. Chúng ta hãy thử phân tích xem. Natri và clo trước phản ứng đều có số oxy hóa là 0. Sau phản ứng, natri là dương 1 và clo là âm 1. Vậy thì natri từ 0 tăng lên dương 1, vậy thì đây sẽ là thể hiện chất khử. Chất khử là chất có số oxy hóa tăng. Vậy thì chất khử là chất bị oxy hóa, chứ không thể nào là chất bị khử. Chất khử lại chất bị khử được. Rồi là chất vừa bị oxy hóa vừa bị khử là không đúng, hoặc là chất không bị oxy hóa không bị khử cũng không đúng, bởi vì có sự thay đổi số oxy hóa cho nên chắc chắn là bị khử hoặc bị oxy hóa rồi. Và đáp án ở đây đó là đáp án A. Bài số 2, trong các phản ứng kẽm cộng với CuCl2 để tạo ra được kẽm ZnCl2 cộng với Cu thì trong phản ứng này một mol ion Cu2 cộng sẽ nhận hay nhường bao nhiêu mol electron? Thì chúng ta thấy trước phản ứng Cu từ dương 2 giảm xuống còn Cu0 trong đơn chất. Vậy thì Cu cộng 2 sẽ nhận 2E để tạo thành Cu. Như vậy là đây sẽ là nhận 2 mol E. Vì sao ạ? Bởi vì coi như giả sử số mol của Cu2 cộng là 1 mol. Vậy thì số mol 2 electron, mỗi electron sẽ nhận 1 mol. Vậy thì sẽ nhận 2 mol electron. Bài số 3. Cho các phản ứng sau. Phản ứng nào không phải là phản ứng oxy khử? Phản ứng oxy khử là phản ứng mà không có sự thay đổi số oxy hóa. Vậy chúng ta nhìn thấy này. Các đáp án B, C, D sau phản ứng đều có xuất hiện đơn chất. Mà trong khi đó, các nguyên tố này trước phản ứng đều ở dạng hợp chất. Cho nên chắc chắn là B, C, D này có sự thay đổi số oxy hóa. Các em nhớ nhé. Sau phản ứng tạo thành đơn chất. Trước phản ứng, chúng đều ở dạng hợp chất. Vậy thì rõ ràng là có sự thay đổi số oxy hóa. Vậy thì B, C, D sẽ không phải là đáp án của mình. Chỉ có là ý A chúng ta thấy nhé. Al4C3 nhôm. Nhôm đây sẽ có số oxy hóa là dương 4 và âm 4. Số oxy hóa của nhôm sẽ là dương 3, còn carbon sẽ là âm 4. Sau phản ứng, nhôm này sẽ là dương 3, còn carbon này cũng là âm 4. Cho nên là số oxy hóa của các nguyên tố này đều không có sự thay đổi. Đáp án ở đây đó chính là đáp án A. Bài số 9. Viết phương trình hóa học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau đây. Chúng ta có hai dãy chuyển hóa. Chúng ta thấy ý A, KCl3 để tạo thành O2, tạo ra được SO2 và Na2SO3. Đây có 3 phương trình. Phương trình thứ nhất là phương trình, đây chính là phương trình để điều chế được oxy trong phòng thí nghiệm. Điều chế từ việc phân hủy kali clorat KCl3 để tạo thành ClO2. O2 tạo ra được SO2, như vậy thì là sẽ cộng với lưu huỳnh. Tiếp theo SO2 để tạo ra Na2SO3 thì cho tác dụng với dung dịch kiềm, ví dụ như là NaOH. Đây, ví dụ như vậy. Đây là trường hợp A, phương trình thứ nhất, phương trình thứ hai và phương trình thứ ba.
trong ba phương trình này thì phương trình oxy hóa khử, phương trình biểu diễn là phản ứng oxy hóa khử, đó chính là phản ứng thứ nhất và phản ứng thứ hai. Bởi vì phản ứng thứ nhất và phản ứng thứ nhất này tạo ra được đơn chất, mà trong khi đó oxy trước phản ứng là hợp chất. Ý hai, hai đơn chất kết hợp với nhau để tạo thành SO2. Như vậy đây là phản ứng hóa hợp, đây là phản ứng phân hủy. Ý B, từ lưu huỳnh để tạo ra được H2S chúng ta sẽ cho cộng với hydro. Từ H2S tạo ra được SO2 chúng ta cho tác dụng với oxy có đun nóng nhẹ một chút, tạo ra được SO2 và H2O. Phương trình thứ 3, SO3 cộng với O2 để tạo ra được SO3. Và phương trình thứ 4 là HSO3 tạo ra được H2SO4 có thể cộng với nước. Vậy thì trong bốn phương trình này thì phương trình oxy hóa khử là các phương trình thứ nhất. Bởi vì lưu huỳnh không, hydro không, sau phản ứng hydro dương 1, lưu huỳnh trừ 2. Vậy phương trình 1 thay đổi số oxy hóa. Phương trình 2, lưu huỳnh trừ 2 cũng tăng lên lưu huỳnh dương 4, thay đổi số oxy hóa. Oxy từ 0 giảm xuống trừ 2. Phương trình thứ 3, oxy từ 0 giảm xuống trừ 3. Như vậy là phản ứng oxy hóa khử là 1, 2 và 3.